Gái con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em 14 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Em có gia đình được 15 năm rồi. Em ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn cũng 14 năm. Em trước kia thì em cũng có vợ và có hai cháu, ở với nhau được 8 năm. Sau thời gian thì ở với nhau 8 năm thì với bây giờ thì kinh tế nó eo hẹp. Nên là em đi xuất khẩu đi làm lao động nước ngoài. Thế là mình đi lao động xa nhà. Thì vợ em có người khác, có một người khác nữa. Em cũng cho cơ hội quay lại nhưng mà người ta nhất quyết người ta đi. Em chia tay được 15. Em tên là Nguyễn Văn Thái, em sinh năm 1983, quê quán ở ngoài Hải Phòng. Bây giờ thì vào trong này sinh sống trong này, Bà Rịa Vũng Tàu. Thái vào Vũng Tàu lâu chưa? Em vào được 1 năm. Vào với ai? Dạ, em đi vào một mình. Rồi làm gì Vũng Tàu? Em làm cơ khí ạ. Rồi, em mời nhà gái. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh Nam. Em tên là Thảo, năm nay em 40 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở công ty vận tải. Hiện tại em đang sinh sống cùng ba mẹ và con trai ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với con trai hả? Rồi, ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì em? Ưu điểm của em thì biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình. Có cái nhược điểm gì không? Điểm yếu nào mà hoặc là tật xấu gì đó? Em thì không hút thuốc. Đó, điểm yếu nào mà chỗ đó đó. Rồi, mời nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em vui vẻ, hoạt bát và là một người trọng chữ tín, cực kỳ đúng giờ. Khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu. Tại vì khi mà em làm một cái việc gì em rất là hay bị đổ bể. Nên là tự cảm giác đó là cái hậu đậu của mình và cái khuyết điểm của mình. Em biết nấu ăn nhưng mà tại vì không có nấu được là do nhà có mẹ nấu ngon quá nên là không ai cho nấu hết á. Nhiều khi cho em nấu sợ đổ bể nữa. Dạ, vì sợ đổ bể nên không dám cho nấu nhiều. Em gái con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em 14 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Em có gia đình được 15 năm rồi. Em ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn cũng 14 năm. 14 năm nay em có tìm hiểu thêm một người đàn ông nào không? Trong 14 năm thì cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng mà do là cái xác định từ đầu của em là em không có muốn tiến tới với một người nào đó. Vì không muốn chia sẻ tình cảm của mình dành cho con mình, cho bất cứ ai. Nhưng mà sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi mình có thể tựa vào, hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ. Hợp lý. Hay lắm, em trai. Mình có thể làm bờ vai cho người nào đó dựa vào và làm một người nào đó để người khác chia sẻ được không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ. Thái tình duyên sao? Em trước kia thì em cũng có vợ và có hai cháu, ở với nhau được 8 năm. Sau thời gian thì ở với nhau 8 năm thì với bây giờ thì kinh tế nó eo hẹp. Nên là em đi xuất khẩu đi làm lao động nước ngoài. Thế là mình đi lao động xa nhà. Thì vợ em có người khác, có một người khác nữa. Em cũng cho cơ hội quay lại nhưng mà người ta nhất quyết người ta đi. Em chia tay được 15. Con em trai gái đủ luôn hả? Dạ con em hai con trai. Bây giờ một người ở bên mẹ và một người ở bên cha. Trai lớn là nhiêu? Trai lớn năm nay 18 tuổi. Trai nhỏ? Trai nhỏ 14 tuổi. Đứa nào ở bên ba? Lớn. Vậy là cũng được, khỏe rồi, con cái cũng lớn hết rồi ha. Dạ. Rồi, đó là cho biết được cái đường tình duyên của hai người. Bây giờ sắp tới chúng ta sẽ đi tìm một cái mối lương duyên mới. Bây giờ là cô gái hãy cho chúng tôi biết rằng là cô mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh mình như thế nào? Em cần một người đàn ông biết chia sẻ, không có gia trưởng. Ví dụ như lâu lâu mình đi nhậu cùng bạn bè thì cũng không sao hết. Tại vì đàn ông thì cũng có những cái giao tiếp bên ngoài. Nhưng mà cái em cần nhất á, là bạn đó phải chung thủy. Tại vì em cũng đã từng bị phản bội. Thứ hai á, là nếu như mà em và anh Nam bên đây có duyên đến với nhau thì khi mà về chung một nhà thì điều em muốn hỏi anh Nam là con em có thể đi theo em hay không? Tại vì con em là cả cuộc sống của em. Sao ạ? À? Nhà trai trả lời được không ạ? À? Được chứ. Được ha. Rồi cô gái của chúng ta yên tâm. Thương luôn cả con. Bây giờ nè, ở bên kia là có hút thuốc đó. Em có đồng ý cái điều này hay không? Hút thuốc thì mình có thể từ từ bỏ, bớt từ từ không sao. Được đúng không? Nhưng mà đừng hút trước mặt là được rồi. Hút trước mặt là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ cô gái cho chị Lan biết là em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Cao thấp như thế nào? Để chị Lan qua chị Lan coi liền. Tại vì em là cũng thuộc chiều cao trung bình nhưng mà lại thích những cái bạn nam hơi cao tí xíu. Tại vì em thích mang giày cao gót. Mà nếu mà bạn nam nào mà thấp quá thì em mang giày cao gót như vậy thì sẽ cao hơn bạn một cái đầu. Mà em thì lại thích kiếm những cái bạn nam mà cao hơn mình một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Để qua coi bên đây là cao bao nhiêu. Cũng cao hơn. Dạ cao hơn đó. Còn cái nội tâm bên trong thì hai bạn sẽ tự tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Cái này thì Ngọc Lan chưa có nhận xét được. Anh nghĩ rằng là hai bên cũng đã đừng đổ vỡ rồi. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm.
để xử lý mọi việc trong hôn nhân. Thật ra là mỗi một lần đổ vỡ, một lần tổn thương, chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái lần đến đây rồi. Chắc chắn là các bạn cũng đã có những cái phương hướng. Còn mình muốn một người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ có nghĩa là biết giỏi giang này. Giỏi giang trong tất cả công việc, như chẳng hạn như là công việc ngoài xã hội cũng như công việc nhà, siêng năng. Mình không thích điều gì phụ nữ? Không thích cái đầu tiên là không chung thủy, không thật thà. Rồi. Nhiều người phụ nữ có khi ăn nhậu rồi là nọ kia nhậu năng năng bang năng bang, là không thích. Có nghĩa là một người phụ nữ phải hướng về gia đình nhiều hơn. Phụ nữ truyền thống ha. Cô gái này là người phụ nữ của gia đình đó. Em đi với ai? Dạ em đi với anh rể và em gái và các người bạn. Rồi, xin rồi chào nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Yeah. Tôi là anh rể của cậu Thái. Mà riêng mình đánh giá về cậu về cái công việc là phải nói là chỉnh chu từ đầu đến đuôi. Mà hai nữa về gia đình là phải nói là rất là ok. Thứ nhất là nấu ăn, thứ hai là công việc là rất là tốt. Về nhà cửa thì ngoài Bắc có cái, trong Nam có cái, xe cộ là đầy đủ. Nói chung là hai vợ chồng về là chỉ có làm giàu thôi chứ còn đủ ăn thì nói chung là rất là ok. Còn nhận xét cô bên đây thì nói chung là có tướng phu thê đẹp. Giờ thì đã lên đến đây thì nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, nhà gái đi với ai? Dạ, em đi với lại ba, mẹ, em trai và con trai. Rồi, hai bác. Chào chú Linh, chào cô Ngọc Lan. Chào nhà gái. Hôm nay đến đây thì cũng mong muốn cho con gái mình tìm được một cái chỗ để nó nương tựa về sau này. Theo tôi nhận xét về cái chú Nam ở đây thì cái đó là tôi không đánh giá gì hết. Tôi để dành lại cho con gái tôi để nó nhìn nhận chính xác hơn. Cái chuyện đó là tùy vào duyên nợ của nó thôi. Chứ nó một lần nó đổ vỡ rồi thì mình cũng không muốn là dính líu về vấn đề gia đình nữa. Tại vì nó không thể nào nó sống với cha mẹ tới già được. Khi mà cha mẹ mất rồi thì nó phải có một cái chỗ để nó nương tựa. Thì mình muốn mong muốn vậy thôi. Còn cái đó là tùy duyên, tùy nó. Xin hết. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn nhà trai. Đây là con trai của... đây hả? Con trai. Bác Linh hỏi nè, con tên gì? Dạ con tên Hải Đăng. Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9. Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Có. Có hả? Con thấy chú này được không? Dạ cái đó tùy mẹ con. Tùy mẹ con hả? Rồi được rồi, cảm ơn con. Hôm nay có cả nhà đi tham gia luôn á nha. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nhân này gặp đầu tiên anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em tặng anh sen đá tại vì em rất là thích trồng cái này, thì hy vọng rằng anh cũng giống như em. Cảm ơn anh. Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó, thấy thế nào? Dạ người phụ nữ rất là xinh xắn, rất là duyên dáng, rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Thì lúc đầu em tham gia chương trình thì em có nốt với chương trình là thứ nhất không quá lùn, thứ hai là không quá mập, thì anh này là cũng hợp gu em rồi. Em thì nói trước giờ là em không thích hút thuốc, nhưng mà em không thích, đó là sở thích của em. Còn sở thích của người ta thì mình không thể bắt buộc người ta phải thích theo mình. Nên là vấn đề anh hút thuốc thì em cũng không ý kiến gì hết. Nhưng mà nếu anh bớt được thì bớt, tại vì đó là tốt cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Còn anh? Anh bối rối quá, không biết hỏi cái gì. Bây giờ cái hẹn hò mới quan trọng, bởi vì hai người gọi là khoảng cách đó. Thế nào? Em bối rối quá, không nói được anh. Bây giờ nhà em ở đâu nè? Ở đâu? Dạ, em ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây là ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ, quận 12. 12, cái khoảng cách đó, thật ra người ta yêu nhau nửa vòng trái đất còn được mà. Thành ra bây giờ ở Vũng Tàu, em đến quận 12 bằng cách nào? Em có thể nói cô ấy dù một tháng tới một lần, hai lần hay là... Bây giờ cái phương tiện yêu nhau nó cũng dễ rồi, mở mạng xã hội lên gặp nhau hàng ngày, hàng giờ luôn. Dạ. Đó, giờ cho có một cái điểm tựa nào đó. Khoảng cách vị trí địa lý thì không quá xa. Đi thì phương tiện giờ đi thì nó cũng rất đơn giản. Trước hết thì mình làm bạn với nhau thì mình có thể xuống chơi một tuần một lần hoặc là một tuần có thể hai lần được. Công việc của anh là công việc gì vậy? Anh làm bên cơ khí, chuyên cơ khí. Vậy công việc của anh có
rảnh rang vào cuối tuần không? Chủ nhật anh nghỉ. Thường thì chủ nhật thì em cũng đi làm nhân viên nên là một tuần em chỉ được nghỉ nửa ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật. Em cũng là một người rất là thích biển, thì cũng thích hay đi du lịch lắm. Em thấy là cái khoảng cách địa lý này nó cũng không quá xa, thì mình có thể là đi, nếu mà đi ô tô thì tầm không tới 3 tiếng, còn đi tàu cao tốc thì hình như cũng tiếng mấy à. Thì nếu như mà mình trước tiên mình sẽ làm bạn, mình sẽ tìm hiểu lẫn nhau, mình cho nhau thời gian để xem đối phương như thế nào. Có thể là một tuần, hai tuần mình thay phiên nhau đến thăm nhau. Thời gian thì anh làm lao động tự do, thời gian thì nó rất rất dễ dàng. Công việc thì cũng có thể gác lại một bên được, để cho mình gần gũi hơn, tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Bây giờ Thái bàn thử xem, nếu lấy nhau thì hai người ở đâu? Do bạn gái quyết định ạ. Giờ bạn em nói đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? Anh cũng chưa chuẩn bị cái gì nhiều lắm, bình thường thôi. Anh mới vô đây cũng khá còn nạ nhiều thứ. Chỗ ở thì cũng có rồi, phương tiện đi lại thì cũng có, cũng không đáng ngại lắm. Tùy em quyết định thôi. Thì cái chuyện này tùy duyên đi. Nếu mà bây giờ mà anh hứa anh về Sài Gòn với em, hoặc em hứa em về Vũng Tàu với anh, nhưng mà cái lời hứa quan trọng có thực hiện được hay không. Nên là bây giờ trước mắt là mình cứ tìm hiểu lẫn nhau. Ví dụ anh hỏi này, ví dụ những cái công việc em làm thường ngày ấy, mà chẳng hạn như bây giờ là em về Vũng Tàu em ở đi, thì nó có liên quan gì công việc nhiều lắm không? Nếu như em về Vũng Tàu em ở thì chắc chắn là công việc ở đây em không làm được rồi. Không làm được, không làm được thì chuyển về cái Vũng Tàu làm. Đúng rồi. Bây giờ ở đâu cũng công việc nó cũng rất là đơn giản. Dạ. Em lựa chọn thích ở đâu cũng được hết á. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Em là một người rất là nóng tính. Khi mà một cái chuyện gì xảy ra thì em phải giải quyết liền. Em không thích ôm cái cục tức ở trong người. Nếu mà em với anh, thí dụ như trong cuộc sống mà có va chạm, có cãi nhau, thì mình nên ngồi lại với nhau và đưa nhau những cái khuyết điểm của nhau để mình sửa đổi, chứ không phải là mình cứ im lặng để cho những cái mà sai của mình càng ngày càng phát triển. Thì trong một cái mối quan hệ đó thì sớm muộn gì mình cũng sẽ tan vỡ thôi, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là em không biết nũng nịu đâu nha, nhưng mà không nũng nịu nhưng mà vẫn ngọt ngào nha. Em là một người phụ nữ rất là men, em làm được mọi việc, nhưng mà đối với cuộc hôn nhân trước em tự gánh mọi việc rồi, nên là bây giờ em muốn cùng một người chia sẻ với em làm được, nhưng khi mà có ai chia sẻ với em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình thì người rất là bình tĩnh, không có nóng vội, bình thường thôi. Bây giờ nóng cũng đâu có được đâu. Cho em hỏi thêm một điều là anh có gia trưởng không? Cái gì mình làm đúng thì mình bỏ đúng, và cái gì mình làm sai bỏ sai. Và cái gì mình sẽ, nếu mà sai thì mình phải tự nhận cái sai. Mình không được cái sai mà mình cứ cố bảo thủ mình đúng. Mình đứng trước cái lỗi lầm mà mình nhận, chứ mình nhận và rút kinh nghiệm, chứ không có đổ cho một người khác, hoặc đổ cho người kia, hoặc là dồn giấy trách nhiệm cho một ai cả. Bây giờ Thái bước tới nắm tay bạn gái đi nào. Hả? Hai người nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Đây là giây phút chúng ta có thể giao lưu cảm xúc với nhau đó. Thái có thể hát một câu nào đó, hoặc là em gái có thể hát câu nào đó để tặng cho nhau đi. Thái yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Cuộc đời này rồi sao cũng vậy. Em hát được một đoạn không? Được. Em thấy sao? Em nói cho anh nghe đi. Anh thấy ảnh là người sao? Theo em thấy thì anh Thái cũng có lẽ là hiền. Thì trước mắt là mình thấy là hiền rồi đó, trong cái cách nói chuyện. Và khi anh Thái nắm tay em thấy rõ ràng là anh Thái rất là run. Vậy là em bản lĩnh hơn Thái rồi đó. Dạ. Em cần những người vợ bản lĩnh hơn em. Dạ. Để bù lại những cái quyết định của em. Rồi, được rồi. Về vị trí các bạn. Mời hai anh chị về chỗ. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện cùng với góp ý người thân đó, các bạn nhắm mắt lại đi, kiểm tra lần nữa xem người này có phải là người mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời hay không? Người này có duyên nào với mình hay không? Cảm giác đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nếu chúng ta nhắm mắt lại và kiểm tra đúng một vài điều đó, chúng ta bấm nút ngay. Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm nút nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Với cặp đôi này thì hai MC cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì hai anh chị đều đã có những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cảm xúc ở trong cái câu chuyện tình cảm của mình rồi, nên là chúng tôi không cần phải can thiệp nhiều quá. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc chàng trai Hải Phòng sẽ có tình yêu hạnh phúc càng sớm nha. À, tốt nha. Đây là... Xin chào anh Quyền Ninh, xin chào chị Hồng Vân bên kia, và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi ở bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974, quê gốc thì ở Hải Dương, và
vào trong này định cư thì từ năm 2016, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê, chưa có ở nhà riêng. Nhưng mà Nguyễn gì? Nguyễn Chiến Thuật ạ. Nguyễn Chiến Thuật ha. Đã. Chà tên dữ nha. Sinh năm 1974. Dạ. Ha, làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh ạ. À, mua bán sửa chữa máy ảnh. Dạ. Rồi, mời đàn gái. Rồi, bên này mình giới thiệu về bản thân mình đi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào em. Các bạn trường quay. Chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương. Em sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên nhân sự, nhân viên tuyển dụng. Hả? Em gì? Nhân viên gì? Nhân viên tuyển dụng ạ. Nhân viên tuyển dụng. Dạ đúng ạ. Ở công ty nào? Công ty Hot Deal ạ. À, công ty Hot Deal. Dạ đúng ạ. Em run không? Em hơi run. Đừng có run. Dạ. Cứ coi như là sẻ chia tâm sự đi. Đừng có run và nói lớn lên. Tại vì những cái thông tin của em nói là bạn trai bên kia đang lắng nghe đúng đó. Đúng rồi. Dạ. Đừng có run, em thoải mái lên. Dạ, có gì dạ. Có chị Hồng Vân bên đó mà. Không có lo đâu. Ừ, đừng có lo. Giờ em nói luôn đi. Là em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là... Là gì? Ưu điểm là rung quá hả? Ưu điểm của em là em là người vui vẻ, lạc quan, thân thiện, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách, đọc sách. Hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. À, câu lạc bộ viết văn. Dạ. Em có điểm yếu gì nào? Điểm yếu của em là em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á, em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Dạ. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Em đừng có rung nè, nắm tay chị. Em thì thực ra là điểm yếu thì rất là nhiều, bởi vì nếu mà điểm mạnh nhiều thì chắc bây giờ anh chưa ấy đâu. Điểm yếu là gì cụ thể? Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều, ví dụ như là mình đi chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm, bởi vì là đôi khi action mình tiếp xúc với những nhiều môi trường á. Cái đó không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Dạ. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì được chi em. Dạ. Okay. Sao đó không phải điểm yếu đâu, cái đó do mình cá tính thôi mà. Dạ. Rồi còn gì nữa? Cái thứ hai nữa là mặc trang phục ấy thì rất thích đồ cốt tông nhưng mà lại lười ủi, lười là đấy ạ. Là ủi. Dạ. Không có là hả? Dạ. À. Thích những cái chất nó mộc mà nó mềm mại. Bụi chút ha. Bụi đấy. Anh mặc từ đó chưa bao giờ ủi, chưa bao giờ là luôn. Dạ. Không lo. Dạ. Quan trọng con người mình thôi, nội dung thôi. Dạ, còn bề ngoài cũng quan trọng đâu ha. Dạ. Nhiều khi là cho nó láng nhưng nội dung không tốt cũng vậy à. Dạ. Còn thì nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em thì... có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì em có ba. Ba? Dạ. Quần áo không có làm mà tới ba mối rồi. Chứ là chắc cũng nhiều mối lắm à. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Ly hôn mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Chưa đầy năm ly hôn? Dạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Không có con? Dạ. Và ly hôn lâu chưa? Ly hôn thì từ 2001 cơ. 2001? Dạ. Tức là hôm nay 9 năm rồi đó. 10 năm. Ủa? Rồi 10 năm? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Ủa 2001? Ừ, sao mình tính sao có 10 năm ta? Nhận mình học toán về giỏi với thợ. Sao tôi với Linh? Trời là 10 năm hai đứa mình làm toán giỏi quá đi. Ôi ôi, 2001 đúng rồi. 20 năm rồi. Toàn gì hay lắm. Vậy là gần 10 năm rồi ha. Ủa không phải, tại vì biết sao em nói cái năm sinh, thành ra tụi chị chưa có thể nào cập nhật liền cái số tuổi. Vâng, em chào chị. Dạ em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi. Dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ, dạ. Còn trẻ trung lắm, 26 tuổi thôi. Dạ đúng rồi, chuẩn. Đâu có dạ. Dài đâu sợ. Dạ. Nói anh có mấy tuổi có gì đâu, lo. Không có lo gì chân á. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào chân hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Lần thứ nhất ấy, thì em cũng có một người bạn thì cũng tham gia chương trình của VTV3. Không, cái người bạn đó mấy năm? Mấy năm?
Cái đấy thì chưa được chưa đầy một năm đó. Chưa đầy năm dạ. Rồi mối tình tiếp theo nữa nhiêu nữa? Mối tình tiếp theo thì em năm 2015 và cũng chưa đầy một năm đâu, bởi vì khi mà em ở trong Sài Gòn này em bay ra thì cô ấy bảo là khi nào mà anh có nhà thì mới cưới, thì có nghĩa là thi, dạ. Chia tay là bởi vì có một số bất đồng quan điểm về dạ, cơ sở vật chất. Dạ. Sau khi chia tay vợ thì anh ấy có hai mối tình nhưng mà chưa đầy một năm. Đúng rồi. Dạ. Chưa có gia đình, chưa có con luôn. Loáng thoáng dạ. Thôi, loáng thoáng thôi. Đúng rồi. Dạ. Còn em mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, dạ, có con chưa? Năm, em có một bé trai 10 tuổi rồi. À, bé trai 10 tuổi rồi, nó dạ. Ở với ai? Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. À, em dạ. Ở với ông bà ngoại. Ừ. Dạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Bây giờ dạ. Em trai dạ. Em phải cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Tóc dài dạ. Tóc dài ai xóa bên vai dạ. Có luôn em ơi. Vâng. Có luôn. Gì nữa? Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn dạ. Không nè. Có, em tự tin dạ. Con gái em tự tin nấu ăn hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Dạ. Yên tâm, anh nói rồi, con gái ai cũng biết nấu ăn, vấn đề có người nấu ăn được và người nấu ăn không được. Nhưng mà vấn đề gu, cái gu của em là gu món ăn miền Bắc hay là miền Nam? Em ăn được cả hai miền nhưng mà trừ mắm thôi ạ. Trừ mắm, em ơi dạ. Em nấu gu gì? Nam Bắc thì em nấu được hết không? Gu của em cũng có lẫn lộn Nam Bắc, tại vì em ở đây cũng lâu rồi. Rồi vậy là dạ. Hợp, nói chung là mình đang check xem là hai bạn khớp nhau tới bao nhiêu phần trăm. Dạ. Gì dạ. Nữa này? Em thì cũng dễ hòa đồng thôi ạ, không yêu cầu gì là phải nước da động. Sao? Em cũng không đặt vấn đề về nước da. Bây giờ chỉ dạ. Cần là tóc dài, nấu dạ. Ăn giỏi đúng dạ. Không? Cao dạ. Bao nhiêu? Chiều cao thì thực ra thì với em nghĩ thì cái cao của suy nghĩ thì tốt hơn là cái ngoại cao hình, đúng không? Về thước đo dạ. Ừ, nhưng mà dạ. Ví dụ 1m3 em tính sao? Thì nếu mà đến đến duyên thì mình vẫn đến với nhau thôi ạ. 1m3 vẫn ok luôn dạ, đúng dạ. Không? Hả? Dạ. Hả? Cái gì? 1m3 yêu còn nít hả? Trời ơi. Có cái chuyện mà 1m3 có dạ, luôn. 1m3. Có giờ tôi ông cá không? Coi vợ chồng son số bao nhiêu đó coi đi. Lâu lâu mới có người chứ làm gì có. Ha, ở trời ơi có luôn, tôi đã làm tôi gặp rồi. Vâng gặp một chưa mét... bao giờ ai gặp cả. Trời ơi cả thế giới cả đất nước này người ta gặp rồi, tôi không phải gây lộn tiếp đi. Nữ. Làm gì nói xấu. Phụ nữ toàn là 1m9 2m không. Cười. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Mẫu đàn ông lý tưởng của em hả? Nói mà nói lý tưởng thì chắc hơi khó, mà ví dụ những cái mẫu mà em thích á. Mẫu bạn thích. Tức là bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe mạnh này, nói cho ông Linh hỏi đi, bên ông khỏe mạnh không? Khỏe không? Dạ, khỏe thì nó... Phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không dạ. Lĩnh vực nào nữa dạ. Có lĩnh vực khỏe có lĩnh vực không khỏe dạ. Khỏe mạnh rồi cũng dạ. Thích cho tập thể thao thì điểm cộng thể rồi. Thao này chắc lúc tập lúc không dạ. Thể thao thì em thích đi bộ và đi bộ còn gì nữa rồi nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu, tức là em không yêu cầu là phải đẹp trai giống diễn viên này kia, nhưng mà ý là em dễ nhìn em, đúng không? Em nhìn em cảm thấy có cảm xúc, thấy thích liền, thích dạ. Liền là ok. Dạ, đó, đúng rồi. Bạn bên kia cũng vậy. Dạ. Con gái 1m3 nếu mà bạn thích là bạn vẫn yêu. Dạ, em cũng vậy ạ. Ok, vậy là tốt rồi, hai bạn giống nhau, có nghĩa là chỉ cần cảm xúc. Chỉ cần cảm xúc mà thôi. Cảm xúc dạ. Nhìn thấy 1m3 là tôi không được rồi đó. Tôi tức quá. Bữa nào đưa cái số vợ chồng son cái cho ổng coi. Tức trong lòng thiệt á. Rồi rồi tính nhau tình thì vui vẻ hài hước lạc quan rồi phóng khoáng em thích kiểu vậy. Là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em, vui vẻ không? Dạ có. Ừ, dạ. Chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng dạ. À gặp cô nào cũng cười lên em, cười lên em nằm dạ. Xuống đứng nghiêng cười lên cười tươi lên đó dạ, cười đẹp dạ. Hình là vui vẻ vậy đó dạ. Hỏi cần nói ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ, bạn trong nhóm viết văn. À trong dạ. Nhóm viết văn. Dạ, mời em. Trời, cô gái viết văn dễ thương quá nha. À,
anh cảm ơn. Anh chiến thuật, cái tên của anh dễ lắm, chiến thuật chiến lược á. Em thấy gọi là bạn trai tương lai của bạn gái anh Thuật, bạn em ấy thế nào? Em thấy anh Thuật làm sao nè? Ừ. Em cảm ơn. Nhiếp ảnh, một người anh cảm ơn. Tâm nhiếp ảnh gia. Em thấy hai người hợp nhau không? Hao hao. Nhiều khi không phải là nét mặt giống mà nó có một cái nó gọi là thần thái á, giống nhau á. Giống như chị với anh Linh là không có giống một chút xíu nào về nét mặt luôn á, mà cũng không giống một chút xíu nào về thần thái luôn á. Nó khác nhau hoàn toàn về số hoàn cân. Toàn luôn á, khác nhau hoàn toàn về số cân. Không, cái Thuật hôm nay đi với ai vậy Thuật? Dạ em xin lỗi, hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình, cho nên là họ lại báo rất là muộn, là bị trễ. Còn thì gia đình thì xin lỗi, bạn đi cùng là phía nhà trai thì không thể vào kịp được vì 2000 km thì không thể vào rồi, ngay được. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, em trai tôi chụp hình ha, nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu thúi ruột thôi, cũng cười lên em. Thôi mở rào đi nè, mở rào đi. Bận lão nào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Thấy là cũng ổn đó. Họ đủ chín chắn để mà họ cảm nhận về nhau rồi đó. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. Hôm nay thì được chương trình đã tặng quà đi nào, tặng quà đi nào. Cho nên duyên hôm nay thì anh gửi món em quà đứng lên rất là nhỏ. Hương lấy đồ. Xưa thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Anh gửi tặng và cái xin lỗi đợi anh một xíu. Em gửi tặng chị Hồng Vân. Ôi trời, chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra, em làm hay sao? Cái này là em khâu bằng tay của em đấy ạ. Em tự khâu, anh tự khâu luôn. Cái này anh tự khâu. Wow, vậy đó hả, giỏi quá vậy. Cái này thì em gửi tặng anh. Anh cũng có nữa hả? Anh Quyền Ninh ạ, dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, cái đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, chiến thuật. Dạ. Nè. Em có thấy nó hợp không? Nó hợp với bộ đồ luôn đó, đúng không? Dạ, vâng, đúng. Trời ơi, cảm ơn Thuật. Em quả em, là chiến không thuật. Biết là anh có thích đọc sách không? Sách này không, rất là thích đấy. Dạ, thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh cảm ơn. Dạ. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Dạ, vì em tặng anh cuốn này là vì có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học. Nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần cái cần phát triển. Đúng rồi. Cái khi mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Bây giờ em làm một em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em bài thơ gì ngại, em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Dạ, đúng ạ. Sao vậy? Sao lại không em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Em có bài thơ nào không? Có, em có gấp trong sách thì nếu mà anh thử đọc coi thử có. Đấy. Không có đọc thơ mình làm được hả? Dạ em ngại. Ngại đúng không? Dạ. Giống như mình nấu mình cũng dám ăn vậy đó. Em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người em xin đọc là. Đọc to lên nha em. Dạ. Em phủ son hồng. Em kẻ mày cong. Em chải tóc sẽ là đường ngồi thật thẳng. Em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất. Em mỉm cười
Em soi gương, em thấy mình thật ổn. Trời trong lành hơn sau những đêm mưa. Bầy sẻ ríu rít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời lấp lánh. Em nhìn xuống đường, những xe hàng song lũ lượt. Này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn nhìn như hôm qua kẽ tóc. Hình như hôm qua em đã khóc. Hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui. Sao em cảm xúc sao bài thơ đó Thuật? Em đọc và em cảm xúc sao? Thấy bạn này là một người phụ nữ như thế nào? Có đúng như là trong suy nghĩ của em không? Em cảm nhận từ bài thơ này thì Hương là viết rất là nội tâm và chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm cái gì nó quá là sâu xa. Mà bây giờ là cái gắn kết cuối cùng là mình dù vấp ngã đi chăng nữa thì mình hãy đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Rồi. Hai bạn rồi, ngồi đi. Các bạn về chỗ dạ, của mình đó. Xong rồi nói về cái cảm nhận về nhau đi. Rồi đưa sách ra đó, nhìn đi. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Dạ. Em tới chương trình như thế này thì em thấy là mình đã thực sự là muốn gắn kết những trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Em thì em rất vui khi gặp anh. À, anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Thì anh sẽ hiểu, em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Thì em cũng mong là mình có một cơ hội. À, dạ. Không có gì đâu. Dạ. Ở trên này thì thực ra thì anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau ấy, nó chân thành là được. Dạ. Rồi còn nếu mà sau cái chương trình này mà em có cho cơ hội và anh cũng mong muốn được là sẽ chúng ta sẽ đi hết quãng đường còn lại bên nhau. Dạ. Thì trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy thì có đi làm hành chính hay là mình đi làm Em làm hành chính. À, dạ, okay. Em làm hành chính. Thường thường thì mình sẽ dành vào thời gian nào ạ? Thường thì em rảnh vào cuối tuần và các buổi tối. À, ok. Dạ. Thì xin lỗi nhưng mà anh chưa biết em ở địa chỉ có gần đây không nhỉ? Em ở quận 12, hiện tại em đang ở quận 12. À, thế là cũng gần thôi mà. Anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang thuê ở chỗ quận 3. Quận 3? À, đúng rồi. Dạ, quận 3, quận 3, quận 12, gần lắm ạ. Không, thực ra thì với tình cảm mà mình mà muốn gắn kết ấy thì như vậy anh nghĩ là gần đấy, bởi vì anh còn bay từ ngoài Bắc vào đây 2.000 km cơ mà. Dạ. Em thấy anh chụp hình nãy em cũng nghe chưa có rõ, không biết là anh chụp thể loại gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Để trao đổi với nhau. Dạ, quan điểm thì theo quan điểm riêng của anh ấy thì mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ, nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có trẻ sẻ chia, mình gọi là bà Tám đó, đúng không? Ờ, đó. Bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tâm hồn, về mặt tinh thần là trước tiên. Với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ, chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, một sống một còn luôn, thì ai sẽ nhường ai? Chắc em phải nhường mà. Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó.
Em không nói chuyện đấy bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi, cũng đã hiểu rồi, thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó lành rồi á thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Chứ mình không có tranh thắng thua gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ, nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. Dạ. Hương đây. Hỏi thuật xem là cái vấn đề mà Hương có một cháu bé 10 tuổi á, sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có baby cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Nhưng nếu mà với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm thế thôi, rất là quý, không có vấn đề gì cái vấn đề đấy. Em thích trẻ con. Dạ. Đúng không? Dạ. Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như dạ, là đi mua trâu mà được nghé luôn. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Đó, dạ. Thì cái mái tóc này có phù hợp với cái tưởng tượng của em không? Chị thấy cái mái tóc đen nhánh là chị thấy đẹp. Dạ. Ghê luôn á. Mái tóc dài là cái thuần khiết rồi. Dạ. Còn thì cái stylist ví dụ như là mình thích nhuộm hay là thích uốn cong hay như thế nào đấy, em không gò bó cái vấn đề đấy. Thì tùy đúng không? Dạ, dạ. Tùy. Em chụp cho cổ tấm hình đi. Đúng rồi Hương, chị thấy vậy nè, bây giờ ngồi rất là đẹp đấy, tóc dài. Dạ. Ai xõa ngang vai. Không, dạ. Bây giờ vậy nè, Hương dạ. Á, tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác ảnh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Dạ. Đó, Hương đứng hát đi Cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Tức là em hát một mình em hơi ngại, em mới hỏi là anh hát được không thì hát chung. Để anh chụp hình. Anh chỉ chụp hình thôi, bởi vì là thực ra là anh có cái nhược điểm mà cũng ban nãy cũng nói là em phải tìm hiểu hơn một chút nữa, là chưa có một bài hát nào là thuộc trọn vẹn cả. Em có in ra giấy này. Còn thì về lời thì cũng hát được vài ba câu gì đấy thì cũng có thể được. Thôi thì em thử hát nha, mà nếu như anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. À rồi. Và tôi cũng yêu em. Phải nói là và đứng lên, em đứng lên, cũng đứng yêu anh. Đứng lên đây hát đó, rồi em chụp đi, chứ để em chụp theo hướng này là dính chị đằng sau lưng tôi không. Tôi yêu à? Xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mai tranh với hàng dừa. Và yêu trẻ thơ, bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mì. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đố vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em đó. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thuật ơi, thuật em khuyến mãi cho anh chị boy đi. Dạ dạ. Boy hình. Em xin lỗi suốt ạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, qua hai người xem coi đi cưng. Đừng đưa hình tôi nha. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Đừng coi hình cuối nha.
đẹp em. Tấm hình cuối nó kỳ lắm á. Nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, phục tài của anh chưa? Phục tài của anh chưa? Phục rồi chị. Phục rồi đúng không? Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. Thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ cái thời gian này, mà gần 20 năm rồi. Anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi. Chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Ngồi đi chứ Thuật. Em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để và tay để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Nút đầu chị. Đây này, anh đây, 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 đằng sau lưng đây. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay. Trái tim kia có thuộc về trái tim bên này hay không? Hai trái tim có hòa hợp với nhau hay không? Nút bấm có cháy đèn lên hay không? Tùy thuộc vào các bạn quyết định sau 3 tiếng đếm của nghệ sĩ Hồng Vân. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Dạ, em cảm ơn anh. Hãy nắm tay nhau. Bắt tay ông cái lên. Đã hẹn hò với nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quá là hiệu quả, quá là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Phải gây lộn tụi em mới dính được, kỳ lắm. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Gia đình của các bạn đang theo dõi truyền hình luôn. Mình có thể nhìn vào ống kính truyền hình và nói là xin phép gia đình cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau và tiến xa hơn gì đó. Hứa với gia đình điều gì nữa? Bắt đầu đi Chiến Thuật. Trong chương trình này thì xin cảm ơn quý vị khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn anh chị MC đã tạo điều kiện hết mức và cũng động viên hết mức để hai bọn em có ngày gắn kết như thế này. Và trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Đã cho anh xin phép. Chị em thi sĩ ngồi dưới cười thỏa mãn luôn á. Anh tặng bóp, em tặng ví. Hai người chụp hình, một người hát. Và cuối cùng là hai người bấm nút và cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Và đó, tôi với ông mỗi người có thêm cái bóp nữa. Trời đúng ơi, sao mà nó hoàn hảo vậy? Trong cái số này nó hoàn hảo quá. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cố gắng để vun đắp mối tình này, vun đắp cái câu chuyện ngày hôm nay cho nó đẹp hơn nha. Dạ. Hy vọng đó sẽ là một cái câu chuyện nó tuyệt vời cho đến cuối cuộc đời luôn nha. Dạ.